Trời ơi, tối ngày ở nhà anh bấm điện thoại, anh không thấy ngoài trời mưa hả? Sao anh không đi đón em? Ủa anh đi si cà que hay gì? Không có, tại em nói là không có được ra khỏi nhà sau 8 giờ. Vậy anh thấy mưa lớn vậy, anh không biết bán xe cho em về hả? Em nói là trong tài khoản không bao giờ được hơn 50 ngàn, tiền đâu bắt. Thôi được rồi, em không nói anh nữa. Ủa, mẹ em đâu rồi? Em dặn anh là bữa nay đi ra bến xe rước mẹ em. Anh đừng nói là anh không rước nha. Mẹ em ngoài bến xe. Anh không có đi rước mẹ em hả? Có, mà ra đồ nhiều quá, chở đồ về. Tại anh sợ là để đồ lại là người ta lấy, còn để mẹ em lại không ai lấy hết. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái xe chỗ hàng hà, còn cái ghế ngồi kế bên anh chi, cái ghế phụ chi. Em nói là không có chở được chở người phụ nữ nào khác ngoài em thì bỏ ngoài bánh xe. Nhưng mà đó là mẹ em mà. Thì em nói không có chở.